hoàng tử Harry ăn nhẹ cùng với các đồng đội trước thềm cuộc đi bộ Nam Cực, tin từ Nam Cực. Hôm thứ Sáu vừa qua, hoàng tử Harry đã hạ cánh xuống Nam Cực để chuẩn bị tham gia một cuộc đi bộ từ thiện dài 200 dặm. Sau khi có mặt tại khu vực này, hoàng tử Harry đã cùng ăn uống và trò chuyện với các đồng đội ở Nam Cực. Theo kế hoạch của cuộc thi, hoàng tử và nhóm của anh sẽ tranh tài cùng với các thương binh đến từ Anh Quốc, Hoa Kỳ và khối thịnh vượng chung. Đội thi đấu của Harry đã có mặt tại trạm Novoslavskaya từ ngày hôm qua và hiện đang thích nghi dần với cái lạnh của Nam Cực. Hoàng tử Harry chính là người bảo trợ cho Walking with the Wounded, một tổ chức từ thiện dành cho thương binh có trụ sở tại Anh Quốc. Cuộc đi bộ từ thiện tại Nam Cực sẽ được bắt đầu vào ngày 30 tháng 11 và dự kiến sẽ hoàn thành vào ngày 16 tháng 12 tới đây.